Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh đang xem bài giảng online của kênh Bích Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài luyện tập ở trang 52 sách giáo khoa toán lớp 3 nhé. Để ủng hộ cho cô thì các quý phụ huynh hãy chia sẻ video giúp cô. Bạn nào chưa đăng ký kênh chúng ta hãy nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh. Chúng ta cùng đi vào bài số 1 nào. Một bến xe có 45 xe ô tô. Có 45 xe ô tô, lúc đầu có 18 ô tô rời bến, lúc sau có thêm 17 ô tô rời bến nữa. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô? Như vậy ở đây, bài toán này có hai cách làm. Cách thứ nhất, kem rẽ tìm cả hai lần. Số xe ô tô rời bến cả hai lần là kem lấy 18 cộng với 17. 18 cộng 7, 17 thì bằng 35 ô tô. Như vậy, số ô tô còn lại trong bến sẽ lấy 45 trừ đi 35 thì bằng 10 ô tô. Được chưa? Cách thứ hai, kem sẽ tìm như sau. Chúng ta sẽ có số ô tô còn lại ở bến sau lần rời thứ nhất. Đúng không ạ? Sau cái lần rời xe thứ nhất này, số ô tô còn lại trong bến sẽ là kem lấy 45 trừ đi 18. 45 trừ đi 18 bằng 27 ô tô. Sau đó kem tìm tiếp số xe ô tô còn lại sau lần rời thứ hai, kem lấy 27 ô tô còn lại, kem trừ đi 17 ô tô thì cũng ra 10 ô tô nhá. Có hai cách như vậy. Bây giờ cô sẽ làm theo cách thứ hai nhá. Và cô làm theo cách thứ nhất đi. Cô viết đằng đây một chút nhá. Bài 1, trang 52, coi giải này. Số ô tô, có tất cả số ô tô rời bến là cả hai lần. Có tất cả số ô tô rời bến là kem sẽ lấy 18, kem cộng với 17. Lần thứ nhất rời bến 18, lần thứ hai rời bến 17. Như vậy cả hai lần có số ô tô rời bến sẽ bằng 35 ô tô. Hai lần có 35 ô tô rời bến mà ở trong bến xe có 45 ô tô. Như vậy số ô tô còn lại là kem lấy tổng 45, kem trừ đi số ô tô đã rời đi, như vậy còn 10 ô tô. Đáp số 10 ô tô. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Đây bài tập số 1 đây, chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy các em. Bạn nào chưa xem xong thì các em có thể dừng bài giảng lại một chút nhé. Cô chuyển sang bài số 2 nào. Bác An nuôi 48 con thỏ. Bác đã bán đi 1/6 số thỏ. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ? Như vậy, đầu tiên kem sẽ tìm số thỏ mà bác An đã bán đi. Kem lấy 48, kem chia 6 ra. Đúng không? Chia 6 phần lấy 1 phần mà. Số thỏ này chia ra 6 phần lấy 1 phần. Như vậy số thỏ bác An đã bán đi là lấy 48 chia 6 bằng 8, 8 con. Như vậy bác ấy đã bán đi 8 con thì số thỏ bác An còn lại lấy 48 trừ đi 8 là số đã bán. Vậy bác này còn 40 con thỏ. Vậy bài 2 chúng ta sẽ trình bày như sau. Bài 2. Thứ nhất, kem sẽ tìm số thỏ bác An đã bán đi. Số con thỏ bác An
sẽ lấy 48 chia cho 6 bằng 8 con. Như vậy bác sẽ bán 8 con. Số thỏ còn lại của bác An, hoặc là bác An còn lại số con thỏ là 48, kem trừ đi số con thỏ đã bán. 48 trừ đi 8, 8 con đã bán tính như câu trên này. Như vậy sẽ còn lại 40 con. Đáp số 40 con. Đến đây bạn nào chưa xong có thể dừng bài giảng lại cái chân nhé. Ta sẽ sang bài tiếp theo là bài tập số 3 nào. Nêu bài toán theo sơ đồ. Sau đó thì đi giải cái bài toán này. Sơ đồ ở đây. Có ví dụ lớp 3A có 14 bạn học sinh giỏi. Số học sinh khá hơn số học sinh giỏi là 8 bạn. Đúng không nào? Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn học sinh khá và giỏi? Ta sẽ có như sau. Đấy là đề bài cô vừa nêu xong. Bây giờ cô sẽ nêu đề bài sang đây này. Bài 3. Đề bài đó là lớp 3A có 14 học sinh giỏi. Có 14 học sinh giỏi. Số học sinh khá hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh giỏi và khá? Có bao nhiêu bạn học sinh giỏi và khá? Đây là chúng ta vừa nêu đề bài. Ta vừa nêu được cái đề cho cái bài này đây. Như vậy, sau khi nêu được đề bài rồi, chúng ta sẽ đi giải. Trước tiên, muốn tìm tổng số học sinh giỏi và khá thì các em sẽ tìm số học sinh khá của lớp 3A. Đúng không ạ? Số học sinh khá của lớp 3A sẽ là 4 tìm số học sinh khá. Biết số học sinh khá hơn học sinh giỏi 14 là nhiều hơn học sinh giỏi 8 bạn thì em sẽ lấy số học sinh giỏi cộng thêm 8 này để được số học sinh khá. 14 cộng 8 bằng 22 bạn. Như vậy, trong lớp này có 14 bạn học giỏi và 22 bạn học khá. Như vậy, tổng số học sinh giỏi và khá của lớp 3A sẽ là tổng số học sinh giỏi
gà khá. Của lớp 3A. Muốn tìm tổng số học sinh giỏi và khá thì các em đang lấy số học sinh giỏi cộng với số học sinh khá. Như vậy lấy 14 cộng với 22. 14 cộng 22 các em đặt tính ra sẽ bằng 36 bạn. Như vậy lớp 3A sẽ có 36 bạn vừa học giỏi vừa là học sinh giỏi và học sinh khá, đúng không ạ? Đáp số 36 bạn. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Cuối cùng chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bạn nào chưa xong hãy dừng video các em nhé. Dừng bài giảng lại một chút để các em xem. Cô chuyển sang bài số 4 như sau. Yêu cầu các em tính theo mẫu. Một số gấp lên bao nhiêu lần thì chúng ta làm phép cộng. Đấy, sau đó cộng thêm thì chúng ta lấy kết quả, chúng ta cộng thêm với cái phần cộng thêm. Ví dụ bài 4A này. Bài 4A. Ta có 12 gấp lên 6 lần thì các em sẽ lấy 12 x 6. 12 x 6 các em tính ra bằng 6 x 2 12, viết 2 nhớ 1. 6 x 1 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Kết quả bằng 72. 72 bớt đi 10, bớt đi 25. Như vậy các em tính ra kết quả rồi bớt đi 25, tức là lấy 72 trừ đi 25. Gấp lên 6 lần này thì được 72. Sau đó lấy kết quả này bớt đi 25, tức là 72 trừ đi 25. Các em nhắc ra. Ta có 72 trừ 25. 2 không trừ được 5, mượn một chục phía trước. 12 trừ 5 bằng 7. Mượn thì trả sang đây. 2 nhớ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4. Kết quả bằng 47. Câu B. Giảm 56 đi 7 lần. Giảm đi bao nhiêu lần thì chúng ta làm phép chia. Như vậy các em lấy 56, các em giảm đi 7 lần. Đấy, gấp lên bao nhiêu lần thì nhân, mà giảm đi bao nhiêu lần chúng ta chia thì bằng 8. Lấy kết quả 8 này rồi bớt đi 5. Như vậy được kết quả là 8 bớt đi 5, tức là trừ đi 5. Thì kết quả cuối cùng là sẽ bằng 3. Tiếp theo ý cuối cùng, ý C. 42 giảm đi 6 lần. Giảm bao nhiêu lần ta đi chia? 42 chia 6 bằng 7. Lấy kết quả được 7 này, rồi thêm 37. Như vậy được kết quả là 7. Các em cộng thêm 37 nữa. Kết quả cuối cùng bằng 44. Như vậy, trên đây, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách giáo khoa toán lớp 3, bài luyện tập trang 52. Để ủng hộ cho cô thì các quý phụ huynh chúng ta hãy nhớ chia sẻ video và nhấn đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.